Oan quá, oan quá, em bị oan mà. Không đời nào, audio đang nói dối đó. Chẳng kỳ nào, hôm nay lần đầu tiên tôi đóng vai cảnh sát. Để kỷ niệm khoảnh khắc này mang tính lịch sử này thì 1, 2, 3. Cảnh sát à, bây giờ không phải là lúc chụp hình đâu. Tôi lại chứng nhận đi hết. Chị nói gì vậy, chứng nhận của em cơ mà. Em phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình đó. Chứng nhận rõ ràng là của chị mà. Hey, bé ký tên lên chứng nhận rồi hết. Đó là sự thật mà. Thiệt luôn á. Nào trật tự nào suýt. Cậu bảo chiếc nhẫn này là của mình đúng không? Đúng rồi, chính Rio đã lấy chiếc nhẫn của tớ đấy. À, chị hai của em mới là người trộm chiếc nhẫn của em đó, khe. Trật tự, yên lặng. Hãy tường thuật lại bối cảnh lúc bị mất đi. Nào bắt đầu từ hai người. Ok, vậy thì tớ sẽ giải thích trước nhé. Ngày hôm đó ý, lúc đó tớ đang mua quà vặt ở cửa hàng tiện lợi. Có gì ngon không nhỉ? À, nhắn tin của bé bút chì. Cái này thích quá, cho cái này đi à. Tiến đây à. Đây là chiếc nhắn tin của bé bút chì. Ta đây là hai nghe. Đã ước mơ sau này trở thành vua nhắn. Ta đây là tóc hai nghe. Ước mơ trở thành chúa tể của những chiếc nhắn. Ngồi xem sticker Pokemon. Xíu rồi đi tiếp nhé. Tớ có nhiều lắm mi. Bư. Xem kỳ nha. Bư. Chà chà. Tan 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 tan. Tớ sẽ cho các cậu chìm ngậm bao vật của tớ. Vịt cô ta. Khủng cắm lửa. Bất đảo. Chim sắt. Charizard. Lizardot. Phượng bằng băng. Wow, đẹp quá. Phượng hoàng bất tử. Oh, thấy chưa? Bư. Pudding này. Thấy phấn khích quá đi thôi. Ngày mai phải quay về Pixie mới được. Nhất định mình phải cho cậu ấy ghen tị về bài Pokemon và sticker của mình. Đợi đó Park Jae-in. Biết tay mình đấy Park Jae-in. Ta là tóc hài nguyên. Ta đây là Park Jae-in. Ta đây, sau này trở thành cảnh sát đứng về phía chính nghĩa. Ta đây là Park Jae-in. Cái gì đấy nhở? Kẹo nhở. Đây là kẹo nhẫn cậu bé bút chì mà. Vui quá. Gì mà phấn khích thế chị? Khe. Này Orion, em nghe tới đâu rồi hả? Kẹo hình chiếc nhẫn cậu bé bút chì, rồi gặp may gì đó. Đúng vậy, chỉ có kẹo nhẫn hình cậu bé bút chì này. Thế sao, kẹo chị làm được không? Wow, kẹo nhẫn hình cậu bé bút chì, ghen tị quá. Em cũng muốn có một cái. Ghen tị gì chứ? Em chỉ được xem đó thôi. Ghen tị thật. Chị đổi cái đó với cái móc chìa khóa cậu bé bút chì không? Khe. Em có cái gì nào? Em có móc chìa khóa cậu bé bút chì. Khe. Móc chìa khóa cậu bé bút chì. Khe. Trời ơi, chìa khóa cậu bé bút chì đẹp quá đi. Sao nào, đổi với em nha. Ok, được rồi, đổi nào. Wow, kẹo nhẫn cậu bé bút chì vậy là của mình rồi. Khe. Phải móc một cặp thật xinh xắn nào. Móc vào như thế này nào. Hả? Gì đây? Hay quá này. Đúng là so với kiểu ăn một cái là hết ngay thì cái này phân tích hơn nhiều. Tạm biệt chị Xin. Khe phân tích quá. Khe. Này Union. Chị Hai Nguyên à. Này sao em lại cầm cái kẹo của chị? Cái này của chị á. Em vừa mới mua cơ mà. Em mua đâu đâu nè. Em vừa mới trao đổi ở đây xong. Cái này ngoài cửa hàng tiện lợi không ai bán đâu. Và lại đều đồ đây là chỉ có một chị thôi. Chị nói gì thế? Em vừa mới đổi bằng móc chìa khóa cậu bé bút chì xong đó. Không mau trả chị đây đồ ăn chứ. Đã bảo không phải mà. Cái này vốn của em mà. Kê. Ra là như vậy. Đó đã bảo là cái nhẫn mà tớ bị mất là audio. Lấy đó. Em trao đổi đường đường chính chính mà. Đã bảo không có ăn cắp đâu. Biết rồi. Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố trong thời gian đó. Hãy ở yên đây đi. Không có gì làm cả chán mất. Đúng rồi, đưa điện thoại đây rồi đi cũng được. Khe. Nào, cầm cái này đi. Đang cái này á. Cậu dùng cái đó đan thành cỏ bốn lá đi. Dạo này đang hot đó. Còn Orion, em gấp giấy hình xe mini nhé. Xe mini á. Sau khi làm xong, ta sẽ thả ra xem trên YouTube rồi làm theo đi nhé. À, vậy ra khỏi tù phải nhanh chóng xếp thôi. Khe. Ê, đàn á. Lần đầu tiên trong đời làm cái này luôn đi. Rất là khó mà.
Rán các sợi len với nhau lại này. Vâng, cái này rất là khó đấy. Kê, ngầu quá, kê. Xếp xe mini bằng giấy lấp lánh này, rồi lái chạy cái vèo vèo. Kê. Chỉ cần nghe theo video và làm theo là được. Kê, hiểu rồi chứ? Người ta sẽ chỉ cho. Kê. Làm sao bây giờ? Nếu vậy thì phải trả cái móc khóa này lại cho Rodeo nè. Ôi, nhưng mà cái này đáng nhiều quá, không muốn trả lại đâu. Sự thế này, cái gì thế này? Sao lại khác với xem video tiếp? Ngốc quá, xem video mà làm theo đúng khó hết. Luồn qua nỗ này, móc vào dây, rồi kéo dây ra. Tư, sao để bắt mình làm khó như này? Luồn qua lỗ, sau đó móc vào cái này, sau đấy lại kéo cái này ra. Sao để bắt mình làm cái khó như thế này cơ chứ? Đúng là phân biệt đối xử rồi còn gì. Bèo, chị hai quay không ra từ được rồi. Em xếp gần xong rồi nhé. Kê. Này Orion, đúng là oan nước quá. Orion rõ ràng là người chụp đầu của mình mà mình không ra khỏi tù được, còn nó thì xếp cầm rồi ra tù kia. Em đã bảo mình không có trộm rồi, trao đổi rồi nhận được cái đó cơ. Kê. Còn anh nào? Em trao đồ. Trao đổi bằng cái móc khóa của em đó. Với ai? Em đổi với ai? Với chị Bạc Xin. Đi, Bạc Xin á? Vậy khoan á, vậy thì cái kiểu mà chị bị mất là em trao đổi với Bạc Xin á? Rốt cuộc là sao nhỉ? Tại sao lại thế cơ chứ? Thôi thì mình hỏi chị Xin xem chị ấy nhặt được ở đâu. Ok. Dù gì thì mình đã quyết định làm cảnh sát chính nghĩa rồi, phải trả lại thôi. Xin tới rồi kìa. Tới rồi. Cô cảnh sát Bạc Xin. Sao kêu gì? Cái kẹo nhẫn đổi với cái móc khóa của em á. Chị làm sao có vậy? Cái đó, thật ra chị nhặt nó ở chỗ cầu thang đá đấy. Đúng chưa? Cái đó là của tớ đó con gì? Tớ không biết cái đó là của Hai Nguyên nên đã đổi với Orion. Vậy làm sao bây giờ? Cái đó vốn của chị Hai Nguyên cơ mà. Đúng rồi, cái đó vốn là của tớ, trả lại cho tớ đi. Đúng là cái đó vốn là của Hai Nguyên, nhưng mà đã cầu thả đánh mất nó nên phải có trách nhiệm trong việc này. Vậy phải làm sao? Kê. Bởi vì tớ đã vô tình nhặt nó nên cái móc khóa này là của Orion, trả lại cho Orion. Còn cái kiểu này trả lại cho Hai Nghe là hợp lý rồi. Chị Bạc Xin. Vậy là mình nhận lại được kẹo nhắn bút chì rồi kìa. Sao nhận lại đi này? Tìm lại được rồi, nhận lại kẹo nhắn bút chì. Được rồi này. Này, cái móc khóa của bé bút chì trả lại cho Orion này. Thôi, may quá, ít ra cũng nhận được cái vốn ban đầu, may quá đi. Kê. Bên trong này thật sự có hình của bé bút chì không? Cảm ơn quá đẹp. Đúng rồi, chị Hai Nguyên mở ra đi. Có thật sự là có hình của bé bút chì không? Em cũng muốn xem nữa. Kê. Mở thử nhé. 1, 2, 3. Kẹo nhẫn của bé bút chì ế. Nhẫn của mình nó bị mỡ mất rồi này. Wow, cậu bé bút chì giống trên phim thật. Cơ mà bị nát hết rồi. Kê. Thử xem vị nó như thế nào nhá. Mình ăn thử đây. Vị kẹo này ngon lắm. Wow, chắc ngon lắm. Orion, để em bị oan nước ở trong tù nên để em bằng cái kẹo này. Wow, kẹo này, kẹo nổ popping candy. Nha, em ăn thử đây. Vì đã phán xét rất công tâm nên Bạc Xin cũng có phần thưởng. Móc chìa khóa chú chó Cinnamoron này. Xinh quá à, mình cũng thích Cinnamoron lắm. Có móc chìa khóa chú chó Cinnamoron giờ này, thích quá đi. Ủa, ghen tiện với Bạc Xin thật phư. Xin hơn cả cậu bé bút chì luôn. Kê. Thích quá, hôm nay lại là một ngày vui. Tìm lại kẹo cậu bé bút chì. Đại thành công.